Chào mọi người nha hôm nay mình uh, quay cho anh chị em xem cái uh, microphone hiệu Sony ha đó microphone dynamic uh, Model nó là f87 ha thì uh, cái microphone này đó uh, sản xuất khoảng thập niên năm uh, 1960 năm 1970 uh, thì uh, còn nguyên trong cái hộp rất là đẹp À, tháo ra trên chị em xem ha của nhật à, nhập vào mỹ ha mấy cái này thì ngày xưa nó họ bán à, để cho những cái dòng à, để thu âm á tự mình hát vô mình thu luôn đó mình à, thu âm cho những cái à, cái thời mà băng à, băng lớn băng tám track nè ha. Đó cái băng nó bự gì nè Cho em thấy nó bự hơn cái ngón tay của mình ha đó, băng tám track cái thời nó thu cái loại băng đó thập niên sáu mươi bảy mươi Thời 80 vẫn còn Đó thì những băng lớn ha Lớn như thế này Đó Băng lớn ha Thu mấy cái Mấy cái băng này thì nó mới có được Cái chất âm như vậy Mình có Hay chơi trong mấy cái diễn đàn viện bảo tàng Âm thanh Cổ đó của tụi Mỹ Thì nó khen mấy cái microphone này Mấy cái phone cổ cái thời đó bây giờ nó thu bây giờ nó rất là hay cho ra âm thanh uh, nó hay hơn cái những cái cái microphone mà làm cái thời bây giờ à, cái giá cũng là gấp 3 lần nhưng mà không có bằng cái thời đó nói chung là uh, cái tuổi mà nó chơi uh, đồ âm thanh cổ thì nó nói như vậy chứ mình cũng uh, chưa bao giờ thu thử ha thu thử mình nói có thời gian để mình thu thử chứ mà cũng chưa chưa bao giờ uh, có thời gian để thu này là 7 inch ha bằng cái uh, cái vòng lớn của nó là 7 inch ha 7 inch uh, đó, rear ha Rear to rear, này là 1200 feet đó, USA Thời đó ha Ok còn cái uh, microphone Tao ra trên tiệm coi Làm hộp đồ này kia ngày xưa mà làm rất là gọn gàng ha, đâu đó rất là đẹp trai luôn ha Đó Thì uh, Đây cái này là một cặp ha cặp để gắn vô một cái uh, gắn vô loa trái cái loa, loa phải để thu cardoi ha cardoi sony cardoi cardoi F87 Đó. Chị thì cái microphone này nó làm cái dạng nó có hai cái cái để mà kê lên trong quá trình mà người ta ngồi trên bàn đó ha ngồi trên ghế một cái bàn nó cao ở ngang cái vòng ngực khoảng khoảng cái cái ngực của mình đó rồi cái máy ngồi trước này khá như vậy thì họ để hai bên thì họ để cái này họ làm cái chân để họ trống ha đó bật ra gì để để trống gì nè nó nó đứng giống như cái loa vậy đó ha đó thì họ chống như vậy ha đó, hai bên thì chống hai cái đó, chỉ có bật này ra thôi ha bật ra chống. Đó thì uh, nó thu cái dạng giống như nếu mà mình thu một cái đó thì xưa làm thu một cái thì thu ở mono đó, dạng mono còn mà muốn cho nó stereo thu hai cái thì gắn vô hai cái đó, mà sao mà mình nghĩ cũng ngộ thì cái chứ Đúng rồi, microphone thì uh, thu là thu chừng cái thôi ha, mà sao, sao họ làm một cặp như vậy. Cái này uh, nó lớn hơn cái rắc cắm uh, 3.5 nha. 3.5 mm ha. Nó bự hơn có thể là 4.5 đó. Thì uh, có thể cái đầu này rồi gắn thêm một cái đầu uh, rắc bự. Uh, có thể là gắn thêm cái đầu rắc bự vô để cắm vô những cái mixer ngày xưa thời cổ đó, có thể gắn vô hai cái, một cái ví dụ cho đàn một cái để cho mình hát ví dụ vậy ha có thể như vậy cho nên người ta mới làm một cặp gì chứ thường thường microphone là chỉ có một cái thôi ha Đó, một cái thì thu mono thôi chứ đâu có thu stereo hai cái một lúc đâu nhưng mà bỏ vô cái mixer thì có thể là hai cái cho hai channel à, mình mới uh, Mới coi lại ha lâu 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 đụng vô mấy này mình cũng uh, quên hết Đó, quên bài hết đây này, đây này, này. đây anh chị em thấy ha là mic nè ha microphone nè microphone một cái cho cái led nào một cái cho rai nè ha à gì là thu stereo nó nếu mà mình thu mình cắm vô một cái không thì nó là mono ha tức là nghe một bên loa thôi đó nghe cái âm thanh mono còn mà thu hai bên là nó stereo nghe đều hai bên à, thì ra là vậy ha lép rai nè lâu quá mình cũng quên mấy cái này tại thường thường mình mấy cái máy nói chung là mấy cái máy cổ rồi này kia nhiều lắm mình À, không có nhớ mình nhớ là mấy cái, cái à, thường thường nó chỉ có một cái lỗ à, mít cắm như vậy thôi còn cái này là tới hai cái cho nên mình à, cũng hơi lòng ngọng đó. lâu lâu đụng vô mấy cái này quên thì à, cái đầu rất cắm lớn ví dụ mấy cái đầu nhỏ nhỏ đầu này đầu gắn vô đàn guitar đầu này kia đó cái này à, một phần tư inch đó, cắm vô đây thì coi đây không vừa ha, gắn vô không vừa nè Nó có cái đầu của nó Nhưng mà Thôi à, hiện tại thì mình Hãy à... À, đi Cứ để như vậy đi Mình có một cái thùng à... Nguyên cả một thùng đầu nối Cỡ nào mình cũng có hết á Nhưng mà mình à... bây giờ đi lục cái thùng nó mất công nữa à, Đại khái là mình à, quay cho Anh chị em coi cái microphone thôi ha Đó là giống như cho cái Cái dàn à, máy vừa rồi Mình mới có quay sơ qua đó ha cái bằng lớn đó, bằng này nè lớn này nè. Cái phía dưới này nó cũng có làm cho mình một cái lỗ răng để mình vặn vô những cái chân trống ha. Đó cái chân trống, cái đế trống gì nè để mình để cái microphone cao lên hoặc xuống thấp đó. Nhiều khi có thể là mình mình đứng mình hát. Đó mình đứng mình hát thì mình gắn vô cái chân đứng cao lên giống như mình hay gắn mấy cái microphone thời bây giờ đó. Đó, hoặc là gắn cái chân thấp để mình để trên cái bàn luôn ha cỡ một găng tay cao cỡ một găng tay Đó. nên là người ta làm cái này ha dưới thì có hai cái cục cao su làm để cho nó vững để cho nó để đứng lên gì trên trên cái bàn nó vững còn rất là đẹp ha mình chưa có thử thử coi nó như thế nào Đó, hai cái thì giống nhau hết để mình tháo hang ốc này ra cho anh chị em xem một hơi coi bên trong nó có cái gì ha Đâu nào nó giấu hột xoàn mình để nhà mình hai chục năm rồi mà mình uh, Chưa tháo ra bây giờ tháo ra phát là mình đi ấy luôn ha Đi lát vui kéo máy một chiến luôn Đó. <laughs> Đâu có hột xoàn 18 carat nằm trong đây rồi thấy luôn ha đi lát Vigat một chiến luôn Ồ, quá đẹp trong thì có cục cao su, này có cái miếng vải mềm ha, miếng vải để lót là lọc, bước âm thanh, đó, lọc mấy cái hơi thở rồi này kia thở lớn rồi đó, đó. còn này thì này nghĩ chắc là cuộn dây điện thôi, cuộn dây điện, còn này cái loa, loa thời này cũng độc đáo quá, ha. Loa này nó nhìn cũng khá khá giống như cái loa mà mình tháo ở trong cái điện thoại của Mỹ đó. Điện thoại của quân đội xài được trước mình có tháo nó cho anh chị em coi rồi đó. Giống trong cái điện thoại đó ha. Y chang cái gì luôn nè. Cũng để vô vặn 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 vậy nè. Đúng rồi, cuộn dây đồng nó giấu trong này thôi. này không có vặn ra được là tại vì nó có một cái chốt Đó, nói chung là nó bấm xung quanh hết mình này là này ngay này nè nó khi mà làm xong nó bóp lại ha nó bóp cái phần viền xung quanh đây nè nó bóp lại để cho nó giữ đây là chỗ để tháo rồi Đó, lỡ vọc thì vọc luôn mình à, tôi vít mình tháo ra coi khi nào nó vặn qua trúng cái khe rồi mình vỡ Dỡ ra không để coi thử coi Còn mình cậy nó mất zin ha Ok, có chừng là bức xe đi đi chơi đó Đây, cái đồng này nó đi theo cái này luôn Có thể là nó làm để cho hy sinh một chút đi cho anh chị em coi ha có gì đâu cái này đồ trưng bày thôi mà tìm đường cứu nước luôn đó đưa theo cái đó mà mình cứ nông nông từ từ ra ha đó nông nông từ từ ra vậy À, mới trong đây có một giây thôi, mình mới nạy hai ba cái là mình biết cái cách để mình nạy liền. Không có để cho nó Nảy nó tinh bành ha. Đó, mình cứ nông uh, nông gì đi một vòng của nó luôn là nó sẽ rộng ở phía cái miền trên. Đó, cho tới đây thì nó rộng ra. Uhm. Nó sáng, đó, nó sáng quá mà camera nó thấy luôn nè mặt à, nó bóng dễ sợ bóng luôn cái này thì nó bỏ vô thì nó có dán keo dán keo dây đây mình nghĩ chắc nó có chấm với này để cho cái cục này nó khỏi uh, rớt ra ha à, thì cái này uh, cũng cần tháo ra làm gì Ở trong thì nó cũng có cục nam châm giống như mấy cái loa thường thôi microphone thì cũng giống như cái loa ha mình đã từng nói mấy cái đó rồi nó thì nó gì thôi chứ không có gì hết Okay. Màn đồ vẫn còn sáng choang luôn Rồi Cũng kệ ra được ha Đó thì Phải bọc cho tới nơi à, Dán keo ha Keo để giữ Cố định là sợi dây Nó khỏi bị tuột ra Tuột vô nó đứt ha Và đây thấy độc đáo không cùi 500 đã ha Tí xíu như gì mà thấy cục 500 ghê hồn không Đây là nó gắn cái miếng cao su để mà nó Chặn vô trong này ha nó Chặn vô trong này Để nó giữ êm Cao su vẫn còn co giãn ngon lành luôn Wow Cao su lợi hại thiệt Đó rồi cuộn dây đồng nó quấn phía trong của cái trăm 500 thôi, giống như cái, cái cấu trúc của nó không giống như cái loa thôi ha trang như cái loa thôi ừ, hai đầu nữa sẵn để đây luôn tí mình uh, test thử luôn màn chạm vô thì nó tác động nó vô thì uh, nó cuốn di động nó đẩy lên đây xuống cái cục 500 á tạo ra cái sóng ha đó. Đó, cái sóng âm của nó rồi khi mà nó uh, bỏ vô âm um ly thì nó khuếch đại lớn lên đó, giống như mấy cái microphone đời mới thôi Ok Thì đó là, thì đó là cái uh, Cặp loa Sony Dynamic ha, Mid Sony Dynamic Mid F87 ha. F87 làm của Nhật sản xuất qua Mỹ Cho những cái uh, thu âm, hồi xưa thu âm mấy cái uh, băng 8 track À, băng lớn bằng 8 track hoặc là cái băng uh, băng lớn này ha, băng lớn uh, Real nè, đó, reel. Rồi. Hôm nay uh, quay cái video về cái uh, cặp microphone này uh, cho anh chị em xem chơi ha, sẵn để làm cái uh, niệm luôn, làm uh, tài liệu. À, sau này anh chị em nào mà có đi tìm mấy cái có mấy cái này không biết gì thì lên Google đánh cái là ra thì uh, có cái video của mình ha, nằm trên đó. Rồi, ok, hôm nay quay cho anh chị em xem như đây là hết nha. Hẹn gặp lại anh chị em những video sau nha. Bye bye.